Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng để gặp ông bán kem rớt trong ice cream chưa? Ý, ông bán kem xuất hiện rồi. Đây, sẽ bẫy ông bán kem. Ông ta bay ra tít ở ngay luôn rồi. Ok, để chúng ta đến với cái bẫy thứ hai. Ông bán kem lại bị tròn. Đấy, ui rồi. Ông ta nhìn theo mình luôn đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thử thách mới, đó chính là nhảy vào đầu ông bán kem và chạy thoát được ra cái cổng đằng kia. 1, 2, 3. Xin vĩnh biệt. Vậy là mình đã không thực hiện thử thách thành công rồi các bạn ơi.